Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trong video này, chủ đề Thanh Xuân muốn bàn là chủ đề tạo cho cuộc sống tươi đẹp trong thực tế khó khăn. Người xưa thường có câu, đường đi khó không khó vì ngăn sông kết núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Quả thật, con người đa số tìm con đường dễ để đi. Nếu cuộc hành trình chông gai, họ bỏ cuộc chỉ vì trong lòng e ngại về những khó khăn gút mắt. Nhưng châm ngôn của phương Tây cũng có câu A smooth sea never make a skilled sailor, có nghĩa là biển êm không tạo nên người thuyền trưởng giỏi. Chúng ta ai cũng ước mong có một cuộc sống tươi đẹp, nhưng trên thực tế thì khác. Cuộc sống thường xuyên đối mặt với những thách thức và khó khăn, khiến cho việc tìm kiếm một cuộc sống tươi đẹp trở nên một thách thức hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, khả năng tạo ra một cuộc sống tươi đẹp không chỉ phụ thuộc vào những điều hoàn hảo xảy ra xung quanh, mà còn đến từ cách chúng ta nhìn nhận và đối mặt với thực tế khó khăn. Một yếu tố quan trọng để tạo ra cuộc sống tươi đẹp là khả năng nhìn nhận tích cực. Thay vì tập trung vào những khía cạnh tiêu cực của mỗi tình huống, chúng ta có thể chọn nhìn nhận với tâm thế tích cực, đặt ra những mục tiêu nhỏ và đạt được chúng mỗi ngày, giúp tăng cường sự hài lòng và tự tin, từ đó tạo nên một tri giác tích cực về cuộc sống. Khám phá niềm vui từ những điều nhỏ bé là một bước quan trọng để làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp. Đôi khi, chúng ta có thể bỏ qua những khoảnh khắc đơn giản và quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày. Việc học cách đánh giá trị của những thăng trầm nhỏ giúp chúng ta trở nên biểu cảm và biết ơn hơn. Tuy nhiên, để tạo cho cuộc sống tươi đẹp, không thể tránh khỏi mọi đối mặt và vượt qua thực tế. Chấp nhận sự thật là một phần quan trọng của quá trình này. Học cách điều chỉnh tư duy tích cực giúp chúng ta nhìn nhận những thách thức như cơ hội phát triển thay vì làm mất đi niềm tin và động lực. Mối quan hệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cuộc sống tươi đẹp. Giao tiếp tích cực với những người xung quanh, xây dựng và duy trì mối quan hệ lành mạnh giúp chúng ta cảm nhận được sự hỗ trợ và yêu thương. Sự kết nối với cộng đồng và người thân là nguồn động viên quan trọng trong hành trình tạo ra cuộc sống tươi đẹp. Cuối cùng, sự tự chủ và tự trọng bản thân đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Phát triển sự tự chủ giúp chúng ta làm chủ cuộc sống và định hình tương lai của mình. Tự trọng bản thân đồng nghĩa với việc biết đánh giá bản thân, chăm sóc tâm hồn và tìm kiếm sự phát triển cá nhân. Tạo ra cuộc sống tươi đẹp không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng điều này là hoàn toàn khả thi. Quan trọng nhất là chúng ta cần nhìn nhận tích cực, tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé, đối mặt với thực tế một cách chủ động, xây dựng mối quan hệ tích cực và phát triển sự tự chủ và tự trọng bản thân. Điều này không chỉ làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp, mà còn làm tăng cường sức mạnh về linh hồn của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và để hỗ trợ cho YouTube channel này, xin các bạn nhấn nút subscribe để đón nghe những video kế tiếp. Nếu cảm thấy thích, hãy chia sẻ với bạn bè. Xin cảm ơn. Thank you for watching and I hope you like my video. Please subscribe, give it a thumb up, like to support my channel. Thank you so much.